清风任意闯，那等阻我路。沧海浪更高，到底终却无。合拍笑声震天，你七万里海滔滔。半夜星暗影会扰乱脚步，万山雪掩赤土，我越是冷漠。梦是最真，我独行我路。问我那巅峰，我最孤高。一生觅世间至高境界，苍生任你我心所创造。大娘啊，để tôi sửa cho bà. Gì đó? Cây trâm này. Cái càng như vậy mới đẹp gái chứ. Vậy à? Thật ra ta rất hâm mộ bà, hôm nay ngày sinh nhật lại có đứa con tặng cây trâm cài cho bà để làm quà. Bà người không cần hâm mộ đâu mà, ta cũng có quà tặng cho ngươi nữa. Nè tặng ngươi nè. Quê gì? Đừng có giỡn trò nha, đàn ông được rửa mà tặng cây trâm cài cho ta, môi móc ta hay là mỉa mai đây. Nè, sanh à, con có thiệt hay không vậy? Người ta cũng là thái giám mà, thì dù sao cũng là có đàn ông, sao tặng cây trâm cài cho người ta chứ? Là con tặng cho mẹ của hắn thôi, đâu có ý gì đâu chứ. Tôn công tử à, công tử có nói là mẹ của ngươi đã qua đời rồi mà. Uầy, làm vậy là ý gì đây? Mẹ của ta đã qua đời lâu năm rồi, bây giờ tặng cái này cho bà, người muốn ta khóc hay là muốn ta cười đây, nói đi. Không phải, ta lỡ quên là mẹ của ngươi đã qua đời, ta tặng cái trăm này cho người yêu của ngươi đi, như vậy đi. Tao nói thật nha, cái cây trăm cài này giống như là tính vật định tình hơn là tặng cho bà mẹ đó. Dù sao đi nữa cũng lỡ mua rồi, ngươi muốn cắm ở đâu thì kệ đi, cắm trên đầu, cắm lỗ mũi, cắm đâu cũng được, tóm lại ngươi giữ là được rồi. Rượu sao mạnh quá. Ông Kiếm Sanh, ngươi thiệt là tệ quá mà, kiếm hắn giả đàn bà để mà gả chúng tôi hả? Cũng may là chúng tôi lanh lợi thôi hả. Thì phải rồi, coi hắn nha, ngươi cho ta biết đi, có chỗ nào nó giống đàn bà đâu. Bây giờ ta đã ăn còn nói mát nữa, lo ăn đi. Phải, kêu ăn đi. Khi nào ra chuyện đó mà. Lần sau đừng có kiếm hắn giả đàn bà nữa, không có được đâu. Phải rồi. Chuyện gì đây? Giả đồ ăn ít thì tưởng là đàn bà sao? Ở trong bọn đàn ông ăn ít nhất là người đó, vô dụng nhất cũng là người. Biết đâu người ta muốn giả đàn bà, cho nên bây giờ làm quen ăn ít đi. Ăn ít là phạm pháp hả? Hai người ăn nhiều là tốt hay sao? Nè Quynh à, nghe tao nói đi, nếu mà người cứ ái nam ái nữ như vậy là không có được đâu. Có biết không? Đàn ông mà không đi cờ bạc rượu chè sớm thành đàn bà mà thôi. Phải rồi. Từ nay là phải theo hai chúng tôi thật nhiều mới được đó. Phải rồi, thằng Bảo nói đúng đó. Vậy ngươi yên lòng đi. Trong một tháng thôi, bảo đảm sẽ trở thành đàn ông trong đám đàn ông. Ê, cái này đi, đừng nghe họ nói nha. Họ muốn lợi dụng người đó. Lợi dụng ta? Ngươi chịu khó suy nghĩ chút đi, được không hả? Lợi dụng hắn à, bộ tưởng hắn là đàn bà sao? Ở đó mà lợi dụng sao? Long Kim Sanh à, bộ người thấy người ta trắng trẻo là ngươi định nè. Ê, tạm bậy. Nè, ý của ta là họ nhiệt tình đối xử với ngươi như vậy là muốn gạt tiền của ngươi thôi. Đó, đừng nói nữa, ăn cơm đi. Dĩ nhiên là phải ăn chứ, người đãi mà. Nhất đăng đại sư à, ngươi có thể nói thật thà với ta là ngươi không thích cô gái nào không? Đệ, chúng tôi là người tập võ, nếu muốn võ công đạt được mức tối cao, nhất định không thể gần nữ sắc. Người ta nói trên đầu nữ sắc là một con dao. Cái thứ bậy bạ đó thiệt. Ủa, Lộc Kiến Sanh, ngươi động lòng nữ sắc rồi hả? Cái gì động lòng nữ sắc, nói khó nghe quá. Ta chỉ nói xu nguyện thôi mà. Lộc Kiến Sanh à, hôm nay ngươi sao vậy hả? Có gì thì cứ tâm sự thẳng với ta đi. Ngươi cũng biết tên của ta mà, là Nhất Đăng Đại Sư, có nghĩa là để khổ Minh Đăng nhất định cứ thể chỉ được đường sáng cho ngươi. Có chịu chưa vậy hả? Thì nói tóm lại là phiền não mà. Đàn bà vốn đã phiền rồi, ta lại ở chung với đàn bà mà giống như đàn ông vậy, thương hồi có phiền không? Ngươi lại ở chung với cô gái đó? Rõ ràng cô đó biết, ta biết cô là đàn bà mà. Đàn ông ở đàn ông làm sao mà
làm sao thích nhau được chứ. Nhưng mà nếu ta lột mặt cổ không phải là đàn ông á thì cổ trở mặt với ta, có nói cũng chết, không nói cũng chết, thử hỏi có chết không. Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hỏi thế gian tình là chi, tình nam nữ đã hỗn loạn rồi, còn tình nam cũng xen vào nữa sao? Ê giờ nói cũng chết, không nói cũng chết. Bây giờ bắt ta phải làm sao rồi chứ. Ê giờ thì này nhức đầu quá đi. Đứa nào đó? Là ta. Ờ? Là như vậy, ta ngủ không được, nhìn thấy bên này còn có đèn sáng cho nên ta qua kiếm người để trò chuyện thôi. Có quấy rầy người hay không? Ờ, không có. À, hôm nay không biết tại sao trời lại nóng lực quá vậy hả? Không phải đâu, có lẽ là mặc đồ hơi nhiều đó. Ừ, có lẽ là vậy. Chỗ này của người có nhàn mũi hay không hả? Tới này không biết tại sao cái đám mũi như là siêng năng đặc biệt bay qua bay lại cắn đây cắn đó à. Bà hỏi hại cái tay của ta coi nè, còn cái mông nữa. Ê, đừng nói nữa, để ta kiếm nhang xong mũi cho người nha. Mấy con mũi đây sao thiệt khéo ăn hiếp người ta quá vậy? Chắc là thấy người lịch sự cho nên chích người chứ gì. À, có rồi, nhang xong mũi nè. Nè. Quá sao nhanh quá vậy? Chết, không lẽ hắn đã biết được thân thế của mình? Ha, chuyện gì? Shhh. Muốn đánh thức thằng Điền nó hay sao vậy hả? Nói gì đây? Chuyện gì đây đại ca? Sao đứng đây như khúc củi vậy hả? Mau thu dọn chạy đi. Hả? Chạy bây giờ? Thừa lúc người ta ngủ mê rồi bỏ đi, không có được đâu, mẹ nói là vô lễ phép đó. Hay giờ thì là tức chết đi, không lẽ là đợi hắn thức dậy rồi mới thu dọn bỏ chạy? Đi sợ mày luôn, hay là viết lại vài chữ đi, nói với hắn là mình chịu hết nổi rồi, biểu hắn kiếm người khác làm trâu bò thế cho mình đi, còn mình bỏ đi, vậy được chưa? Hai chuyện hả? Vậy được, vậy được. Mau lên. À, đại ca. Gì nữa đây? Đột nhiên nhớ ra là em không có biết chữ. Trời đã tối rồi, hai người lén lén lút lút đi đâu vậy? Nè, hả? Tại sao lúc nãy về chưa thấy anh vậy? Phải ha. Ê, về tới rồi, mau lên. Ê, ông chủ, rượu đây. Rượu đây. Thiệt là thơm quá, không ngờ nơi hẻo lánh như vậy mà mua được rượu ngon ha. Phải á, chăn tàn cá nhân đó. Dạ phải, dạ phải. Đã quá. Xong rồi, lần này được thoát thân rồi, mau lên chạy. Ê, đại ca. Gì? Không biết thằng điên này nó có chuyện gì hay không? Sao nào liệt ở đó vậy? Trong rượu có thuốc mê, dĩ nhiên là nằm liệt rồi, thiệt là ngu quá đi. Không phải, tôi sợ hắn chóng có nổi, rủ đi đời rồi thì làm sao đây? Hả? Người đổ bao nhiêu thuốc mê hả? Thì một chai. Giỡn chơi hả? Nếu mà đổ nhiều thuốc mê quá như vậy à, có thể chết người đó, có biết không hả? Mình chưa ở với người đó, không biết có sao không, có bị trời đánh hay không? Bị trời đánh, đánh cái đầu của mày đó. Coi hắn ra sao rồi. Ông chủ. Muốn thuốc ta hả? Cũng may là hai người biết quay trở lại. Nếu như không thì hai người đã đi đời rồi. Nghĩ làm rồi đi đâu? Cái này gọi là ây à, đúng giờ quá hả? Thôi đi. Đi đâu vậy? Hay á, người không nói với hắn sao? Chúng ta tưởng là tới đúng giờ để mà lấy chỗ tốt mà. Chỗ nào tốt?
Chuyện như vậy, Nghi Hồng Diện đã tới một cô nương mới, nghe nói là xinh đẹp lắm. Định là tối nay rủ người với huynh đệ của người đi uống rượu, có hứng thú không? Đi 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 đi. Thiệt là có chuyện này? Làm gì? Ta thấy người không thích đi mấy chỗ đó, cho nên không định rủ người đi, không phải với người thôi mà. Chờ chút đã. Vậy, người thiệt đi theo hai tên này hả? Phải rồi, đi chơi gái không tới Nghi Hồng Diện gì đi đâu. Hey, bộ còn phải người phê chuẩn hay sao? Đúng rồi, bọn người giỏi sao? Không cho đi. Hôm nay đi ra cửa bà Vũ nói là phải về nhà để ăn cơm sớm đó, hay là mình thu dọn đồ đạc về nhà ăn cơm nha. Uầy, bớt ăn một hai bữa cơm là chuyện thường thôi mà. Đúng. Tóm lại đêm nay đã hẹn với anh Hổ anh Báo, hai người phải đi coi cho biết hả? Trời ơi, đi coi cho biết hả? Mấy cái chỗ đó hả? Đâu phải chỗ người đi chứ. Tại sao hắn đi không được? Chỉ cần là ông là có thể tới được chè mà. Đúng rồi. Gì? Ta không cho tóm lại bây giờ ta tới làm việc cho ngươi chứ không phải làm nô tì. Đúng. Sau khi tan sở ta có tự do, ta muốn làm gì thì làm. Phải. Được, ngươi đi đi. Đây không cho ngươi mượn tiền đâu, ngươi lấy gì mà đi hả? Đừng có lo, hai anh em chúng tôi hợp sức nhau cho ngươi mượn tiền. Được chưa? Chúng ta sẽ ủng hộ ngươi hết mình, tranh thủ nhân quyền cho ngươi. Hai người đúng là bạn tốt. Mình đi. Đi, đi. Nè. Ôi, con gái chỗ nào đẹp nhất đây? Nếu ngươi bị thiệt thòi, ta không lấy ngươi. Đã canh tư rồi, còn chưa chịu về nhà nữa. Không biết có chuyện gì không đây? Ý, đằng mặt con gái đi nhậu nhẹt làm cái gì chứ? Ra thể thống gì nữa chứ? Thể thống gì chứ? Biết đâu gì cả đám ham chơi cho nên về trễ thôi mà. Cái gì? Chơi cho vui vẻ đã canh tư rồi còn chưa có về nữa. Chơi vui vẻ đâu cần tới canh tư chứ. Hey, biết đâu người ta đi uống rượu rồi đấu quyền có được hay không vậy hả? Đi uống rượu hả? Hắn đâu có biết uống rượu chứ. Lỡ bị sai rồi sao đây? Hey, uống rượu sai rồi thì ngủ lại ở Nghi Hồng Viện một đêm thôi, đâu có gì đâu. Ngủ đêm? Ngủ chung với hai thằng mắc dịch đó hả? Ây trời, lần này chết chắc rồi. Có biết đâu hai cái tên dây chuối đó không biết hắn là thân con gái thì sao đây hả? Không biết. Lỡ biết thì sao đây? Sẽ biến thành thân tàn ma vậy. Ây da, thì là tàn nhẫn vô nhân đạo quá mà. Thiệt tội người ta rồi. Ê, giờ rồi hả? Nè nè, sao hả? Có bị thiệt tội gì chưa? Nè, đưa tao coi coi. Hả? Tao không có xài, tao phải uống tiếp. Ê, sao mà uống rượu khuya quá vậy hả? Tới canh tư mới chịu về vậy? Được rồi, uống rượu ra còn làm nhiều chuyện lắm luôn. Còn làm nhiều chuyện nữa? Làm chuyện gì chứ? Đưa tao coi coi. Đã quên rồi. Chuyện gì? Tờ với anh Bó anh Hổ còn làm nhiều chuyện lắm. Người làm gì chứ? Sao quên mất vậy hả? Thằng Hổ nó có làm à? Nó có làm à? Gì với ngươi không vậy? Hả? Nói đi. Có không hả? Có hả? Nhưng mà không có. Ê hả? Không phải. Hình như là không có. Không có. Ây da, ngươi làm gì vậy? Uống rượu mê man hết trơn à? Sao uống nhiều quá vậy hả? Đã biểu được đi với bọn dây chúa mà không có nghe giữa trơn à? Tên con gái điên vậy à? Lỡ tiền thoại cho người ta rồi sao hả? Ăn nói làm sao với ta đi? Bộ người đã biết ta là con gái rồi sao? Sao tỉnh táo mau quá vậy? Ngươi đừng đụng tới ta. Lòng kiếm xanh ta cho ngươi biết. Nếu ta không giả đò thì ta đâu có biết con người của ngươi hạ tiện và dâm đảng như vậy đâu. Từ nay ta không muốn gặp ngươi nữa. Lòng kiếm xanh ngươi đi đi. Sao kỳ vậy? Đây là nhà của ta mà. Được. Ngươi không đi hả? Ta đi. Nè, đêm khuya rồi đi đâu chứ? Nghe ta nói đi, nè. Nghe tôi giải thích đi mà. Còn giải thích cái gì nữa? Sự thật đã rõ ràng, ngươi cũng biết ta là con gái rồi đó mà. Ngừng đi. Phải, ta biết ngươi là con gái. Nhưng mà ngươi không muốn ta biết thì coi như ta không biết. Đâu có gì không ổn chứ. Nếu ta không làm bé mánh, ngươi vẫn tiếp tục giấu ta phải không? Ta đã nói là. Ngươi không cần nói nữa. Ngươi cố tình chơi ta đó mà. Ta chơi với ngươi bấy lâu nay thì là đủ rồi. Muốn chơi ta nhăn nhẹo mới yên lòng hay sao hả? Không chơi nữa. Ôi, ta không phải là chơi cô đâu. Ê, xin lỗi nha. Hey. Đập bể bình rượu của ta, nói câu xin lỗi là thôi sao? Cùng lắm là đền thôi. Làm gì la lớn tiếng vậy? Hay da, người đền nữa hay sao hả? Bình rượu này là do người yêu của ta nấu cho ta đó. Nghĩ vậy là ta tiết kiệm được tiền rồi. Nói nhiều người nấu người bình khác đi thì lại ngu quá đi. Đần độn cờ khảo. Nói gì nhóc con, nhiều căng vậy à? Hey. Oh.
Đau rồi nè. Người đánh hắn mấy lâu đã đủ rồi chứ. Còn không đi. Đồ nhóc con, lần sau ngươi không có được may mắn như vậy đâu. Liệu hôn đó. Cô như trưởng làm gì? Ngươi có sao không? Ừ. Làm gì? Thiện lại ác báo à? Ta đi. Ngươi nói người ta chơi ngươi, thì ra ngươi đang chơi người ta đó. Ta có chơi ngươi hồi nào đâu. Con nói là không hả? Ngươi dùng võ công đánh thằng bự con đó mà. Ngươi đâu nói ta là người biết võ công đâu. Tại đó, ta biết võ công. Rồi làm sao? Ngươi thấy ta cầm cái kiếm đó mà. Nếu không biết võ công cầm cái kiếm làm gì? Cho dù ta biết võ công, ta có dùng võ công để chơi ngươi hay không, vừa rồi ta cứu người đó có lỗi gì chứ? Được, ngươi biết nói vậy là được rồi. Ta ngoài việc giả đò đã không biết ngươi là con gái, đâu có làm lỗi gì với ngươi chứ. Nói không được hả? Người thiếu nợ người ta trả cho người. Không có chỗ ở ta cho cô ở. Người tắm rửa không có khăn lông, ta đưa khăn cho người mà. Tối hôm qua người đi chạy vào lầu, ta lò bấy lâu, ta đã coi người như là bạn thân của ta. Còn nữa đó, người là gái gia trại đâu có cho ta biết chứ. Nếu mà ta không biết, người gạt ta suốt đời hay sao đây? Ai thèm ở với người suốt kiếp. Bây giờ cách duy nhất là mỗi người gạt đối phương một lần đi. Nếu mà chịu thì thở đi. Ê, thở rồi á. Nè nè, thở rồi coi như là hết giận nha. Ăn giận. Hết giận ha. Có con trùng rớt ở trên đầu rồi mà cũng không biết. Thì ra ngươi là đại đệ tử của phái Nga Mi. Ta thì là có mắt mà không có trồng á. Thất kính, thất kính. Đủ rồi nha, đừng có cười ta nữa. Không có phải đâu, lâu nay ta tôn trọng những kẻ sĩ võ lâm mà. Tuy ta không biết võ công, nhưng mà dù sao ta cũng là con cháu của Như Lai thần trưởng đó. Nè, cô nói thiệt đi nha. Cô nói là sư hữu của cô, thương cô lắm mà sao cô bỏ đi vậy? Là như vậy, ta muốn điều tra thân thế của ta thôi. Từ nhỏ ta đã được sư phụ thâu nuôi ta rồi, cho nên ta không biết cha mẹ của ta là ai hết. Môn quy của phái Nga Mi nghiêm ngặt lắm, cho nên ta mới lén bỏ đi. Cô bỏ đi như thế là đúng đó. Nếu không sao quen được với ta chứ, phải không? Người có biết quanh đây có một am đường tên là Tư Nội Am hay không vậy? Ta nghe sư phụ của ta nói là trong một đêm trung thu của 18 năm về trước, ta đã bị người ta bỏ trước cửa Tư Nội Am đó. Tư Nội Am hả? Ta đã ở võ lâm suốt 20 mấy năm rồi chưa hề nghe qua. Nhớ nhưng mà ngươi đừng có lo, Long Kiếm Sanh này quen biết rộng lắm. Ta nhất định là kiếm ra cho cô mà. Vậy thì cảm ơn ngươi nha. Khách sáo làm gì chứ, mình quen thân lắm rồi mà hả? Ê, à, đây, vượt, à, từ nay ta kêu người sao đây? Kêu là Phụng hả? Thôi đừng, thôi đừng. Ta không muốn người ta biết thân thế của ta. Tốt nhất là cũng đừng cho bà Vũ biết. Ồ, như vậy cô định tiếp tục bôi giả con trai nữa hả? Chuyện gì? Không được vui à? Ngươi không giận ta tối hôm qua chơi ngươi chứ? Có phải là muốn ta không giận không? Vậy hứa làm với ta một chuyện nha. Ngoa, cô nên mặc áo này mới có thể đẹp tuyệt trần chứ. Chứ nếu mà cô giả trai thì thiệt là lãng phí quá đi. Ôi, ta muốn hỏi ngươi là ngươi mua cây trăm cài này cho ta có phải để ta cài chỗ này hay không? Ồ, hay dạ. Thiệt là chỗ nào lớn thì lớn, chỗ nào nhỏ thì nhỏ ha. Ngươi đừng có cười ta nữa, từ nay ta không cho ngươi coi đó. Không phải nói cô đâu, nói cây trăm của ta mà. Đánh ngươi đi nha, thiệt là bậy bạ quá mà. Ta đánh ngươi mới được, đừng có chạy nha, nha, đứng lại. Kiếm Sanh nè, con chơi cái gì vậy? Tôn công tử sao ngươi lại như vậy hả? Bà Vũ à, hắn giả gái có giống không vậy? Còn nói hắn giả gái vậy tại sao chỗ này? Là đồ giả thôi. Cái hồi hắn ở cung đình hắn hay giả gái để mà dụ ngọt hoàng đế đó mà bà Vũ. Phải đừng nhắc tới chuyện đó nữa, ta không làm lâu lắm rồi. Tại vì phải hát bội cho nên nói hắn giả gái thôi mà. Hả? Tập hát bội à? À. Dạ phải. Để chúng tôi tập lại cho đại nương coi nha, diễn tới chỗ này rồi nè. Nè, phải tiếp tục đánh nữa nha. Hả? Ta đánh ngươi nè. Ta đánh ngươi nè. Đừng có đánh ta nữa mà. Đánh ngươi nè, đừng có chạy nha, đánh ngươi nè. Nè ông chủ à, ông đi đường như vậy có mệt không vậy? Còn muốn đi đâu nữa không hả? Kiếm người. Kiếm người? Kiếm vợ hả? Điên rồi à, tao kiếm kẻ thù.
Kẻ thù? Ê, ông chủ có kẻ thù à? Trung Nguyên nhất điểm hồng. Trung Nguyên nhất điểm ổng? Ờ, Trung Nguyên nhất điểm hồng à? Ờ, tao biết hắn ở đâu mà. Hả? Người biết hắn? Anh biết hắn hả? Sao anh nói với em vậy? Ông chủ à, tới hắc phong trại rồi. Các người không muốn chết, hãy bảo trại chủ của các người ra ngay. Đừng nói thêm, lên! Đại ca, bộ trại chủ trại hắc phong là Trung Nguyên nhất đêm hồng hay sao? Không phải. Không phải sao vừa rồi nói gì vậy? Gì vậy? Là ta gạ thằng khờ đó thôi. Ở trong trại hắc phong có nhiều đạo tặc lắm, để bọn chúng đánh cùng với thằng khờ này thì mình khỏi phải thằng hắn đi đó đi đây nữa mà, phải không ạ? Tại sao tới hát phong quay chuyện? Đại chủ, người là Trung Nguyên nhất điểm hồng. Chỗ này không có Trung Nguyên nhất điểm hồng, ngươi muốn gì? Thực là không có sao. Trường Tam Lý Tứ. Dạ, dạ. Chuyện gì, chuyện gì? Hắn có phải là Trung Nguyên nhất điểm hồng không? Hắn? Trời, ý. Ây da, coi bộ đổi người đứng tên sao đây. Hả? Cái người cũng hết làm rồi sao? Hai người nói đã chưa? Đi. Người muốn đi hả? Không dễ đâu. Đừng tức quá. Trường Tam Lý Tứ. Dạ, dạ, dạ. Ê, xin ông chủ ta mạng đi. Lần sau không có nói bừa nữa. Lần sau? Ta không có bao giờ cho người có lần sau. Dạ, dạ, không dạ, phải có lần sau đâu. Không mà có. Nhất định là chúng tôi sẽ kiếm được Trung Nguyên nhất điểm hồng mà. Được. Lần này ta phá lệ, thông cảm cho hai người. Cảm ơn ông chủ. Ông chủ à, vừa rồi cái chiều đó, cái chiều đó có tên gì mà lợi hại vậy? Cái chuyện đó chính là Như Lai thần trưởng, uy trấn giang hồ 70 năm trước. Ra là thần trưởng. Là Như Lai thần trưởng. Ây à, đói bụng quá à. Ủa, sao đông người quá vậy? Ê, có chỗ. Ê, chuyện gì đây, dành chỗ hả? Nè, ở bên này có bàn nè. Ê, cũng thiệt may mắn quá chứ. Ôi, cái đồ mắc dịch. Ê, thằng nào khiều chưa tao té gì hả? Muốn chết hả mày? Là ta, có được không? Được. Hắn làm người bị ta, đánh hắn đi. Phải, đánh đi. Sao hả? Bây giờ bất mãn lắm sao? Bất mãn thì đánh ta đi, cho thêm người một cơ hội để mà trả thù. Nè, đánh đi. Ngươi giỏi mà, to con làm phách hả? Đừng có chống chọi dân này nữa, ra phở gà đi. Đi. Ăn phở gà đi. Đi đi. Nè, ra ăn phở gà hả? Lâm Kim Sành, không ngờ ngươi khéo nhịn nhục ha. Bị cái thằng to con này ăn hiếp như vậy mà vẫn có thể nhịn nhục ha. Giỏi thiệt. Dĩ nhiên rồi, tưởng hao không sợ bị người ta đập bể đầu sao? Sanh à, ngươi có nhiều bí cấp vô chữ mà, làm ơn kiếm cuốn đi tập võ đi. Nếu không mai mốt là bị người ta đánh đập nữa đó. Hai người chờ coi đi. Thế nào cũng có một ngày ta kiếm được một thế ngoại cao nhân học võ, nhất định phải cho thằng to con nó một trận mới được. Phải rồi. Thế ngoại cao nhân dễ dầu gì cho người kiếm gặp chứ. Hai người chịu khó chút đi. Kiếm Sanh là dân gì đi? Thế ngoại cao nhân đua nhau nhận ta làm đệ tử đó. Làm đệ tử? Ngươi mong được như vậy đó, ở đó bào chữa. Con người của hắn là vậy mà, nếu ngày nào có cơ hội là chơi chết hắn. Cơ hội? Thì bây giờ có cơ hội rồi. Cơ hội gì? Thì mình kiếm đại một thế ngoại cao nhân. Uống cho ta là con cháu nhà họ Lâm, cả một tên vô loại, đánh không lại nữa, vô dụng. Quay, ngươi muốn đánh hơn hắn chứ gì? Ta dạy dỗ cho ngươi. Cô dạy ta? Không bị thua đâu. Dù sao ta cũng là đại đệ tử của phái Nga Mi mà, danh môn chánh phái đó nha. Ta hỏi cô nè, cô Nga Mi học võ được bao nhiêu năm rồi? Nói thiệt nha, lúc ta biết đi là bắt đầu tập võ rồi. Mười mấy năm nữa. Thì phải rồi,
học mười mấy năm mới đánh hơn cái thằng bán vỏ đó, coi như ta đi đời mất tiêu rồi. Thì chuyện này dĩ nhiên, ta học mã bộ thì cũng mất 3 năm nữa. Có thấy chết chưa? Danh môn chánh phái là như vậy đó, đừng có nói chơi với ta nữa. Người muốn học võ dĩ nhiên là phải như vậy chứ. Ê, sai rồi. Ở thế gian này có một loại người là thế ngoại cao nhân. Chỉ cần cho ta kiếm gặp được một người thôi, nhờ hắn đánh thông nhị mạch nhầm đốc cho ta, chuyện đó ta trở thành một cao thủ võ lâm. Cần gì mất mười mấy năm chứ, thiệt là khờ quá đi. Cao nhân. Ê, chỗ nào đây? Sao nó có thế ngoại cao nhân chứ? Chỗ nào đâu? Hả? Người thông minh chút đi, đi kiếm người đâu phải là trợn mắt ra là có ngay đâu. Hả? Kìa, chỗ đó kìa, thấy chưa? Ôi ôi, có thiệt không vậy? Đâu có đầu trắng đâu, thế ngoại cao nhân gì kỳ cục quá vậy? Đồ điên. Ha, gì chứ? Người coi hắn dụng gì câu cá mà được chứ? Ôi trời, dùng cái lưỡi câu thẳng để mà câu cá hả? À, phải ha. Ở trên thế gian này biết dùng lưỡi câu thẳng câu cá chỉ có hai người thôi. Thứ nhất là Cương Thái Công, nhưng đã chết lâu rồi, lâu lắm rồi. Thứ hai là thế ngoại cao nhân. Đúng rồi, trả lời đúng. Cao nhân, xin hãy thâu nhận ta làm đệ tử đi. Cao nhân, ông không bị điếc chứ hả? Ta có lòng thành lắm đó mà. Này bạn trẻ, ta đã nói là ta vốn không có phải là cao nhân gì. Ngươi đừng có gạt ta nữa. Nếu không phải là cao nhân, đâu có thể dùng lưỡi câu thẳng để mà câu cá được chứ hả? Bị ta nói đúng rồi chứ gì. Nè, nếu mà ngươi không nhận ta làm đệ tử, trước khi mặt trời lặn xuống núi, ta nhất định là không có đứng dậy đâu. Cái thằng khờ này thì là ngốc quá mà, ngu như là con heo vậy. Ê, lần này chơi cho hắn xỉu luôn. Nè, ta nói thiệt nha, để lát ta phải tâu hắn bao nhiêu tiền học phí đây. 1000 lượng đi. Hắn làm tiền của tụi mình đó, lần này là phải bắt hắn nhả ra mới được. Ê, không được đâu, 1000 lượng á, hắn trả đâu có nổi chứ. Hơn nữa nếu mà thế ngoại cao nhân thì không có ham tiền đâu. Thôi thì 100 lượng đi. 100 lượng thôi, 100 lượng là lợi cho hắn rồi. Đúng rồi, nặng tay đó. Nè nè, để lát nữa ta dạy hắn vô công gì, ta không có biết gì hết mà. Suy nghĩ chút. Có cách rồi. Cứ dạy cho hắn điểm qua điểm lại, gọi là điểm quyệt đó. Điểm quyệt á. Tiếc, ngươi chịu nhận ta làm đệ tử hả? Ta thấy ngươi có lòng thành, cho nên mới phá lệ thôi. Ngươi có muốn học không? Muốn, dĩ nhiên là muốn chứ. Đệ tử tham kiến sư phụ. Đừng kêu ta sư phụ bừa bãi như vậy. Ta không có dễ dàng thu đệ tử đâu. Trừ phi gì? Trừ phi ngươi chịu đưa ta 100 lượng bạc. Hả? 100 lượng bạc hả? Ngươi nói gì đây? Sao mắc quá vậy? Tính bớt chút đi. 100 lượng này không phải ta thu cho ta đâu, là bọn nó đó. Là bọn họ? Ê, tại ngươi chưa biết thôi. Đáng lẽ cao nhân này đòi 1000 lượng đó, nhưng mà nhờ ta trả giá giùm cho nên còn 100 lượng thôi. Nè cao nhân à, tờ ngân phiếu này 100 lượng hôm nay ta mới thâu về mà thôi đó nha. Ta bỏ túi chưa có ấm túi. Ờ, tôi được rồi, đưa ngươi đó. Đừng nói chuyện dư thừa. Bây giờ ta sẽ truyền dạy thiên hạ vô cực thần toán điểm quyệt pháp cho ngươi. Hả? Bây giờ à? Ngay tại chỗ này hả? Ngươi đừng có nói thêm nữa. Tâm vô nhị dụng, tâm linh nhập nhất, ngồi xuống. Dạ. Ta đã đem thiên địa vô cực thần toán điểm quyệt đại pháp truyền cho ngươi rồi. Thiệt? Phải thử qua mới biết được chứ. Người đã học được chiêu thức gì ở cao nhân đây? Chừng nào biểu diễn cho coi đây. Đâu có dạy cái gì đâu chứ. Sao không nói gì hết vậy? Người dễ trường quá đi. Người
ghê dễ. Phải đó, nếu mà muốn giải quyết á thì cũng dễ dàng thôi, người cứ thọc ngay ở trước ngực đó là được rồi. Hết rồi. Ây da, lợi hại quá ha, hay quá. Dạy ta đi. Dạy ta đi. Thành công rồi, ta đã thành công rồi. Lần này ta nhất định là phải đi trả thù thì mới được. Ôi à, hay chịu khó suy nghĩ chút đi, thì phải đi sao? Dĩ nhiên rồi, hôm nay ta đã khác xưa rồi, ta nhất định bắt thằng to con đó phải chết. Cảm ơn. Thằng đâu con, biết mấy cái trò con nít này là biết võ công hả? Bộ người tưởng thánh địa võ lâm này toàn là thằng khờ hay sao đây? Lại là ngươi à, muốn bị đòn à? Các vị hương thân phụ lão, đừng bao giờ nghe lời cái thằng đô con này lừa gạt bịp bợm người ta. Để hôm nay tiểu tử lanh lợi siêu cấp này dở chiêu bài của hắn nè. Hãy coi đây, thiên địa vô cực điểm nguyệt đại pháp. Hết nhúc nhích rồi chứ gì? Tại vì ngươi bị điểm nguyệt rồi, muốn nhúc nhích lại phải đợi ta thọc trước ngực ngươi một cái à, thì ngươi mới nhúc nhích được đó mà. Các vị khán giả, cái thằng to con này đã bị tao điểm nguyệt rồi. Cho dù bây giờ người ta có thể cắn hắn nè, đá hắn nè, lên gối à, hắn cũng đứng yên như thường, thấy chưa? Quý vị không tin hả? Em nhỏ, có muốn chơi chút không? Cái tên to con này bị tao điểm nguyệt rồi, ra ngoài nhổ râu hay là nhổ lông mũi của hắn đi hả? Đi. Cái gì mà trợn mắt dòm vậy chứ? Đá mong hắn gái đi. Đi mau. Không chơi nữa. Cái gì đây? Đàn ông con trai bị người làm mang tiếng hết trơn hết trọi đó thì là vô dụng quá mà. Các vị hương thân phụ lão, để ta biểu diễn một màn cho các vị coi nha. Nhẹ nhẹ tay thôi. Ta đã nói là đánh gồng lại mà. Bây giờ biết đau rồi hả? Đã nói với người rồi mà, không đi học điểm nguyệt đại pháp thì đâu có bị người ta đánh đập một trận mà trở về đây nếm mùi chưa nè. Ai biết bọn nó phá ta chứ. Không phải là không tin người, nếu người không phải cứ lo đi kiếm thế ngoại cao nhân thì người ta làm sao gài bẫy người được. Ta không tin là trên đời này không có thế ngoại cao nhân. Ta nhất định là kiếm được một người. Được, vậy thì người đi kiếm thế ngoại cao nhân của người đi hả? Coi bộ ngày mai ngươi cũng không thể đưa ta đi niệm từ am rồi. Tới niệm từ am làm gì? Không, ta điều tra ra cái tên lúc xưa của niệm từ am chính là Tư Nội Am. Thiệt? Như vậy là thân thế của cô có manh mối rồi. Ngày mai ta giới thiệu chủ từ cho ngươi, quen biết ta thần lắm. Ngày mai ngươi không cần đi kiếm thế ngoại cao nhân sao? Ê, thân thế của cô quan trọng hơn đó mà. Không có ta làm sao giúp đỡ người được chứ. Sư Thái à, làm ơn giúp đỡ giùm nha. Bạn bè của ta hắn nói là trong một đêm trung thu 18 năm trước, hắn bị một miếng vải đỏ xanh xanh gói lại bỏ trước cửa niệm từ am nè. Làm ơn điều tra giùm đi. Lòng thi chủ à, tại vì ngươi chưa biết thôi. Đừng nói là Tết trung thu, thậm chí là trùng dương, thanh minh hay là ngày thường thì cũng có nhiều em bé bị bỏ rơi ở trước cửa. Chúng tôi thâu nhận không kịp, đành phải đem giao cho ngũ đại môn phái. Đã đưa nhiều lắm rồi, bây giờ biểu ta đi điều tra lại. Làm sao mà ta điều tra đây chứ hả Long thí chủ? Ê, đừng có buồn nữa, kiếm ra thôi chứ. Sẵn năm xưa cha mẹ cô không nhận cô mà, bây giờ kiếm đây làm gì, vô dụng thôi mà. Chính ta cũng muốn biết tại sao họ lại bỏ ta. Thùng treo vàng ơi thùng treo vàng, người thiệt linh nghiệm quá. Ta đã làm theo lời dặn của ngươi, đã kiếm được người chồng thất lạc ba mươi mấy năm của ta rồi đó. Thím Hai à, nếu như không linh á thì tôi đâu dám bày bán ở đây chứ. Chúc mừng bà đã kiếm lại được người chồng nha. Một ít quà mọn cảm ơn. Quê, người ta thất lạc ba mươi mấy năm mà vẫn kiếm lại được, còn ta mới mười mấy năm thôi. Thử đi nha. Nè, không dễ dàng đâu.
Uầy, uầy, Lý sư phụ phải không hả? À, thất lễ, thất lễ. Kính thưa kính, tiểu đệ chỉ muốn nhờ người kiếm lại cha mẹ đã thất lạc mười mấy năm của tiểu đệ thôi. Kiếm người tôi hả? À. Chuyện dễ dàng mà. Sao hả, sao hả Lý sư phụ? Không xa lắm đâu, không xa lắm đâu. Người thân của ngươi ở rất gần ngươi. Thiệt? Theo quỷ tượng cho biết, chỉ cần ngươi đi theo hướng nam, quẹo trái rồi quẹo phải rồi quẹo trái, bên trái có một căn nhà lớn thì ngươi kiếm gặp. Có phải thiệt không đây? Đi mấy vòng là kiếm gặp hả? Người ta nói hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Ngươi tin hay không là tùy ngươi. Ta đã bói xong rồi, cảm ơn nha, ba lượng bạc. Ba lượng đó, cùng lắm là ta trả lại cho ngươi. Được rồi. Nè, cho ngươi biết nha, không Linh là về dở chiêu bài của ngươi đó. Nè, nè, cảm ơn trước đi. À, cảm ơn, cảm ơn. Ừ. À, cảm ơn. Ê, hey, cảm ơn, cảm ơn. À, cảm ơn, cảm ơn. Như vậy là kiếm được ba lượng bạc rồi. Đúng là bọn khờ. Ra đây dẫn một hồi coi tới coi không. Ờ, dạ không có, không có. Đi thẳng hướng nam, rồi quẹo bên trái, rồi quẹo bên phải. Đi thẳng. Ê, chỉ có một hướng thôi. Thì đi thẳng. Cảm ơn nhiều. Thấy đường thì cứ đi, thấy cua thì cứ quẹo. Quẹo tới đây là quẹo trái. Ê, không phải hả, bên này. Bên này gặp căn đầu tiên. Ê, theo ta. Dạng kiếm môn. Ê, ta nghĩ chắc là đã lầm lẫn rồi. Tuyệt đối không phải là dạng kiếm môn đâu. Đã lỡ rồi mà, tới gọi cửa cái đi. Phải không phải, hắn nhất định đã bị chuyện rồi đó. Đừng tin nữa, đi mau. Không phải đâu, ôi 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 ôi. Trên ra cái thùng vàng đó không có gạt tiểu tử lên lợi siêu cấp này chứ. Ôi. Nè, cái này ngon lắm đó, con ăn thử đi. Cảm ơn. Sinh à. Mà em, không mà. Cái món này người thích ăn nhất đó. Ăn miếng đi, ngoan hả? Tao ăn không vô. Hai người từ từ ăn đi. Bộ Tôn công tử không được khỏe à? Mình sao không ăn miếng cơm nào hết vậy? Hôm nay đi kiếm cha mẹ ruột của hắn, nhưng mà kiếm không ra, cho nên buồn bã thôi. Thì hắn cũng tội nghiệp thiệt. Có rảnh rỗi thì khuyên một chút đi. Đại sư huynh à, cô Thiên Hương thiệt là không có ý trả lại cái miếng cho ngươi hả? Trả, trả cái miếng gì? Miếng gì chứ? Miếng ngọc đó. Cái người đàn bà này đó thì không đơn giản đâu. Chỉ nhìn cặp mắt thôi là biết hung hăng hơn người rồi. Ta đã bị cậu nắm cán mà, đâu chịu tha cho ta. Ê, nhưng mà vài hôm nữa thì mình phải trở về gặp sư phụ rồi. Nếu mà ngươi không lấy được cái miếng ngọc lại, chừng đó đổ bể rồi thì làm sao giải quyết đây? Có ai mà không biết chứ, bây giờ phải tìm cách nè. À, tôi có cách rồi. Ê, cách gì? Đó là dùng tuyệt chiêu của ngươi. Cứ giỡn hoài à, nói đi. Là mê hương đó. À, khỏi mê. Tên này á, người ta con trộm, kìa, bắt người ta. Rất là ngươi, là ngươi, cầm lấy đi. Ê, nhưng mà chuyện gì hả? Giờ, chuyện gì vậy? Người coi cái gì đó là nó. Người coi cái gì vậy? Vừa rồi tôi nhìn thấy tên trộm lén lút trước phòng của cô đó. À, thì ra là ngươi. Người nói à, cái gì? Thì ra là ngươi. À, Thiên Hương Nương, tên này có dễ lén lút, chắc còn lẽ là ăn trộm. Ấy da, tên tiện nhân này, ta vừa vô tới đây thấy người lén lén lút lút ở trước cửa phòng mà, còn cầm cái này đưa cho ta nữa. Cối mẹ. Cái này là khói mê. Ờ, ngươi vu oan cho ta. Ê, ngươi muốn vu oan ta hả? Ngươi là đồ hạ tiện đó. Còn muốn thua nữa. Cô đưa à, đừng nghe nó đã bậy đó. Được, ta hỏi ngươi, tại sao đêm khuya khoắt mà lén lút tới dặn kiếm môn ta? Ta tới tìm Thiên Hương cô nương. Kiếm tờ. Ê, à, cô nương à, ta nhớ hắn rồi. Không biết là hôm qua hay là hôm kia. Hồi sáng này. À, phải rồi, hồi sáng đó. Hắn tới kiếm cô nương, hỏi cô là có em gái hay là em họ gì không. Ta thấy như vậy cho nên đuổi hắn đi thôi. Có nghe chưa, ta kiếm cô thiệt đó mà. Ha, sao người không nói tới kiếm bà gì bà cô ông dưỡng của cô Thiên Hương chứ, bậy bà không à? Đúng rồi đó, người không tin không họ, tại sao tụi ta phải tin? Cái gì không tin không họ? Ta đứng không đổi họ, ngồi không đổi danh. Ta đây chính là cháu nội ruột của Như Lai thần trưởng đó. Người nói là Như Lai thần trưởng lòng kiếm phi? Dĩ nhiên rồi,
Long Kiếm Phi là cha của cha ta, là ông nội. Ê, ngươi đừng tưởng khác một chữ là có thể nhận bà nhận con nha. Chứng cứ đâu? Ta cũng có thể nói ngươi không phải là đệ tử của phái Hoa Sơn mà. Chứng minh đi. Cần gì chứng cứ chứ? Ta đứng ra lại nó đều biết ta là đệ tử của phái Quê Sơn. Tại vì cái tướng người giống heo. Lặp lại cái tướng người giống heo. Giống con heo, giống con heo. Lặp lại đi. Hầu Thiếu Hiệp, hắn nói vậy cũng có lý đó. Không phải, không phải đâu. Nói ta như heo cũng có lý hả? Ê, gì? Ta cho ngươi thời gian một ngày để lấy chứng cứ. Nếu trước trời lặng ngày mai mà không có, đừng trách ta không lấy mặt. Quân tử nhớ ngôn, hẹn ngươi ngoài sân trống của niệm từ am. Được, gần chỗ ngươi giao thông chứ gì, chúng tôi cũng biết vậy. Được rồi. À, Thiếu Hiệp cô nương à, làm ơn trả lời câu hỏi đi nha. Xin lỗi, dàn kiếm môn của ta chỉ còn lại ta và bà cô thôi. Ta nghĩ người đã làm lẫn rồi. Ừ, vậy cảm ơn nhiều. Ngày mai ngươi bị đụng râu đó. Ờ, phải ha, người đâu có râu đâu. Không biết phải thái giám hay không đi. Ê, có muốn thử không? Coi chừng hết hồn đó, lợi hại lắm. Ý, ghê gớm quá. Ờ, Thiên Hương cô nương à, xin hỏi là cái cửa ra đâu vậy? Coi bộ, kẻ muốn dùng khối mê này có thể là Hầu Nhật Phi đó. Theo cháu rõ ràng là hắn rồi. Hắn muốn lấy lại miếng ngọc này mà. Thiệt là ngụy quân tử. Vậy thì từ nay cháu phải cẩn thận hơn mới được đó nha. Chuyện của hắn cháu lại không lo lắng. Trái lại cháu lo lắng là tên Long Kiếm Sanh tự xưng là con cháu của Long Kiếm Phi. À, Thiên Hương à, nhà họ Long là kẻ thù lớn nhất của Vạn Kiếm Môn mình. Còn cháu của hắn mình không thể bỏ qua được đâu. Cô à, cháu hiểu được mà. Cho nên vừa rồi cháu cố tình tháo hắn đi, coi hắn có đúng là con cháu của nhà họ Long không. Nếu như phải, mình từ từ nghĩ cách đối phó cũng không muộn mà. Đúng. Ngày mai là có thể sáng tỏ chuyện này. Quá chưa có thấy tới nha. Đây hả? Kỳ lắm. Tới đây coi. Có chuyện hay không đây? Mình ngồi mình đợi từ nãy tới bây giờ nha. Ủa sao vậy? Đại sư huynh à, Lâm Kiếm Sanh đó có bỏ cuộc không tới hay không? Lâm Kiếm Sanh này không tới trễ cũng không tới sớm đâu. Ta đến đúng lúc lắm mà. Hả? Giỏi thiệt. Không ngờ ngươi dám tới đúng hẹn hả? Chứ Giàng thì đâu có sợ lửa hồng chứ. Ta là con cháu nhà họ Long mà làm gì không dám tới đi. Nhà họ Long hả? Long gà hay là Long vịt? Lấy chứng cứ ra coi. Ờ, phải rồi. Đi. Ngốc quá đi. Không có chứng cứ làm sao mà dám tới đi. Mở mắt ra coi nè. Quý vị bà con hãy coi cho kỹ đi. Quả dân chí nghi của Như Lai thần trưởng. Các người nhìn rõ chưa? Đây là quả dân chí nghi bảo vật của nhà họ Long ta. Các vị hãy nhìn kỹ đi, hãy coi cho sáng mắt ra đi. Như vậy thì tin rồi chứ hả? Cái áo này là quả dân chiếu y hả? Dạ ngà bố bà, đưa hắn coi. Dạ. Các vị khán giả, quả dân chiếu y của Như Lai thần trưởng. Hả? Các vị đừng có tin nha, nó là đồ giả thôi. Thủ công và phẩm chất đâu có bằng áo của ta chứ. Của ta nổi lên nè, của hắn thì chìm xuống, đồ giả đó. Ê Lâm Kim Sanh, ngươi đừng nóng cực trước mặt của ta nữa. Cái thứ quả dân chiếu y bậy bạ này có thể bảo người ta mai một lần mấy chục cái. Không lẽ họ cũng là con cháu của họ Long sao? Hả? Ừ, đúng là ngươi cố tình giá họa cho ta mà. Ta rõ ràng là con cháu của nhà họ Long đó. Ta không thèm nói chuyện ngươi nữa, cái đồ tiện nhân bị ổi. Nè nè Lâm Kim Sanh, tối hôm qua ngươi lén vào Vạn Kiếm Môn, hôm nay là giả làm con cháu nhà họ Long, vậy bỏ đi sao hả? Ngươi sao hả? Các ngươi thì là quá đáng nha. Ông nội à, thứ lỗi cho cháu bất hiếu. Để bảo tồn danh dự của nhà họ Long, cháu đành phải phá gia quy của nhà họ Long mình. Các người tránh ra. Tăng 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 tăng. Quý vị khán giả, tại sao khi không Long Kiếm Sanh lại biết dùng Như Lai thần trưởng? Nếu như thân thế con cháu nhà họ Long thật sự này bị của Thiên Hương Vạn Kiếm Môn biết được, lại gây ra phân tranh gì trong giang hồ? Muốn biết kết quả ra sao, xin hãy đón xem tiếp tập 4 của Như Lai thần trưởng tái chiến giang hồ. Xinh phong nhầm gì trong nã cắm cho ngõ lâu kỳ trong hồn lòng cần công đâu tay trong khắp hồ. Hợp hạc siêu sinh, chân thiên hỷ thân mà nị hồi thâu thông. Vì quân nhiệt sinh, âm những hiệu hữu cơ hội.
Man san xuyên kiếm trách thấu ngõ dưới xì lắm hồ. Mông xì trời sống ngõ độc thẳng ngõ lộ. Mần ngõ nà tiên vọng ngõ trời cú câu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.